Mình có lựa chọn đúng người tình trong mộng của mình không nha quý vị. 1, 2, 3. Anh chào anh. Chào anh. Anh có món quà anh gửi tặng cho em. Anh không biết mua cái gì. Tặng em. Trời, tặng gì mà hấp hấp úng vậy? Em gửi tặng anh món quà này. Em một ly uống cà phê và một cái cây này em trồng. Ủa sao anh tặng một, em tặng hai, nhiều quá anh cũng ngại. Em cũng biết ngại nữa hả? Ly uống cà phê nè, có muỗng nè, có ly đàng hoàng nè, có cây em trồng nữa nha. Biết trồng cây không? Để đi bộ đội mà chị. Vậy về tăng sức nè, chiên ngô. Về chăm bón nha. Rồi coi quà anh tặng quà gì với em? Trái tim anh giấu. Phải không? Wow. Tại sao tặng đồng hồ, có ý nghĩa gì không? Tặng em cái đồng hồ là tặng em thời gian. Là ảnh ý rảnh lắm đó cưng nha, bất cứ lúc nào em cần gọi ổng là ổng xuất hiện. Chọn em cái tấm hình nhắm mắt nhắm mũi á. Cổ đâu, cổ là ai, chỉ vô lại coi. Rồi sao tự nhiên rồi chọn cái cô đâu nhắm có mắt. Biết đâu thì đã linh cảm mà. Cánh cửa trái tim này mở ra, cảm xúc đầu tiên khi gặp nhau thì em cảm nhận như thế nào? Cũng hơi run. Sau 7 năm trời mới biết cảm giác run. Có run là mừng rồi. Khi nhìn thấy cô ấy thì em có suy nghĩ gì, có cảm xúc như thế nào? Bạn gái đối diện rất là xinh đẹp. Có nét gì dữ dằn gì không? Dữ thì chắc phải tiếp xúc lâu ngày mới biết, chứ bây giờ không lẽ mới lần đầu tiên gặp mà dữ liền thì không có. Thấy cô bận bộ bà ba đẹp không? Đẹp. Thấy có duyên không? Có duyên. Biết em dân Mỹ Tho bận bộ bà ba. Rồi thế còn em, sau khi mà cánh cửa trái tim mở ra thì em cảm nhận. Em chọn hình này đúng. Em chọn là đúng rồi. Thì em có cảm nhận gì khi mà cánh cửa này mở ra? Em cũng thấy rung. Rung luôn, vậy là bắt đầu mài cái bộ ổn ổn rồi đó nha. Mài cảm xúc. Gì nữa? Nhìn thấy ảnh như thế nào? Có một cái nhận xét gì với ảnh coi? Anh có nụ cười rất là tươi. Khuôn mặt trông rất là thân thiện và hiền. Sao ta khen mình tươi tươi lên chứ mình gục xuống vậy cưng? Mắc cỡ hả? Mắc cỡ thù gục xuống thấy cái bụng nó xệ quá kìa. Lo tập thể dục đi nha, mới còn trẻ nha, bụng mở rồi nha. Bây giờ Dì Tường sẽ cho hai bạn 5 phút để trò chuyện riêng với nhau nha. Dì Tường sẽ ra ngoài, 5 phút sau Dì Tường quay trở lại, được không? Để thôi tôi ngồi đây ổng mắc cỡ. Mời hai bạn sẽ thưởng thức những món ăn ngon của nhà hàng Lạc Thái Bảy và chúng ta cùng nhau trò chuyện và có một buổi ăn trưa cùng với nhau. Xin mời hai bạn thưởng thức món gỏi cá trê chiên xù. Đây là cá trê mình hấp chín nha. Mình nhào chung với bột, mình chiên xù lên. Từng miếng thịt được chiên giòn vàn rụm luôn. Ăn kèm với sốt xoài đặc trưng của Thái Lan. Vừa thưởng thức món ăn vừa tâm sự với nhau. Ít phút nữa chị Tường sẽ quay trở lại nha. Chúc hai bạn ngon miệng. Chị Tường đi kiếm đồ ăn đây. Cảm ơn chị. Trong đồ ăn anh có kiêng món gì không? Em thì dễ, chỉ có kỳ ăn đắng thôi. Phải là rau đắng anh không ăn được à? Không. Anh có thích uống rượu không? Có, nhưng mà đi làm đa số đi công trình ít uống. Lâu lâu đi hợp mặt với bạn bè mới uống 1-2 ly. Quan điểm về cuộc sống của anh như thế nào ạ? Còn trẻ, cứ phấn đấu, gây dựng từ từ. Tới một ngày nào đó thì lúc mà mình già rồi là mình sẽ có rất là nhiều cái kỷ niệm, nhiều cái khoảnh khắc mình sẽ nhớ. Như là giờ mình còn trẻ, mình có sức, mình cứ làm. Này em nghe thấy anh chia sẻ nói là cũng quen rất là nhiều người bạn gái đúng không? Mười mấy người lận mà sao anh không có lựa chọn được ai, là lý do như thế nào? Có thể là cái duyên, cái nợ anh chưa tới là một phần. Rồi thời điểm đó, lúc mà 24-25 tuổi, tuổi đó còn mới ra nghề nghiệp thì nó chưa ổn định. Rồi quen thì chỉ là quen do có với bạn bè thôi, chứ chưa có suy nghĩ là phải lập gia đình. Lúc đó nội anh có kêu anh lấy vợ, là năm anh vừa đi bộ đội về luôn á, mà anh không có quyết định lấy. Tại vì nói với nội là nghề nghiệp con chưa ổn định, con lấy vợ về thì con sẽ làm gì cho vợ, nuôi vợ con được. Anh Nguyên thích đi du lịch nhiều không ạ? Anh đi nhiều chưa? Anh thì cũng do công việc, nhiều khi anh đi đó hoài à. Nhưng mà số đi du lịch thì ít. Có thể là sau này nếu mà anh với em có cái gì đó nữa thì chắc có thể là em phải dẫn anh đi. Chứ đó giờ anh chỉ đi hồi nhỏ tới lớn là chỉ có đi Đà Lạt rồi Vũng Tàu là hết, ít đi đây đi đó. Anh mong muốn cuộc sống gia đình của mình sau này như thế nào ạ? Chỉ cần người vợ hiểu anh là được. Tại vì đôi khi cuộc sống này rất là nhiều cái áp lực. Anh thì anh không có hứa gì nhiều. Giờ anh sau này thì anh những cái vấn đề mà nhỏ những gì là anh không bao giờ làm, giờ anh buồn là một. Rồi những cái chuyện mà nhỏ nhặt trong gia đình, thí dụ như là tề gia nội trợ thì anh có thể phụ cho anh được rất là nhiều. Như em nói em làm việc văn phòng á, cái đó thì tương lai không biết nói sao, nhưng mà thí dụ như giờ cái vấn đề mà đưa con, rước con đi học, anh là người thời gian rảnh rất là nhiều, anh sắp xếp được, anh đưa cho con được. Sao cá trê chấm xoài ngon không? Dạ ngon chứ. Tôi cũng vừa vô quất được một miếng rồi đó.
Thấy bạn có nét gì dữ dằn chưa? Nhắm có thể nào quản thúc được em không? Nhiều khi về mà ấy khỏi cần giữ thì mình cũng sợ, cần gì phải giữ mới sợ. Nhiều khi mình thương là mình sợ. Mà Nhắm có tiềm năng không? Có tiềm năng thương không? Cái đó là giờ chỉ có nói thật lòng là thời gian trả lời thôi, chứ bây giờ nói hiện tại bây giờ thì nó quá là giờ. Đúng rồi, nhưng mà mình chỉ nói là tiềm năng, có nghĩa là mình nhìn cái đối tượng mình thấy có tiềm năng khai thác không. Vậy em vẫn đầu tư, em nhìn cái này có tiềm năng, cái này không có tiềm năng, đúng không? Thấy có tiềm năng không? Có tiềm năng. Có tiềm năng ha. Đầu tư có lãi không? Rồi em quan điểm như thế nào về hôn nhân gia đình? Hôn nhân thì cần có nhiều trách nhiệm. Ngoài cái tình yêu thương ra thì phải có trách nhiệm cao và có cái sự chia sẻ lẫn nhau. Tức là em nghĩ là cần phải đối thoại. Khi nào còn đối thoại thì chắc là còn sẽ tiếp tục chia sẻ được. Nếu hồi nhìn nhau mà không muốn nói gì hoặc không muốn nhìn, không muốn mở miệng luôn là hiểu vấn đề rồi ha. Có chuyện gì có đi á, thì cũng nhớ nói với thằng em chị một tiếng nha. Đừng lẳng lặng kêu anh khác tới rước đi về tội nghiệp nó lắm nha. Có khi nào lịch sử lặp lại lần hai không em? Giờ thì chắc bị gắm sừng chắc cũng hơi bị hiếm. Mà giờ hiểu rồi. Ví dụ một câu nữa nè. Ví dụ như bây giờ là giờ là muốn lấy vợ rồi phải không? Rồi ví dụ giờ mình quen cô nào đó mà giờ đó giống như cái tình trạng 10 năm trước đó, cô ép cưới cũng muốn gài đồ này kia vậy đó, là cho cô gài không? Thời điểm này là kinh tế ổn định, tinh thần thoải mái là chỉ cưới thôi chứ có gì đâu giờ. Mà rủ như gài cũng phải người mình thích mới cho gài chứ không vậy đâu có được. Giờ nhà qua năm đám cưới được chưa? Được, nếu mà bên đàn gái chịu thì bước qua. Gì ai chịu ai bước qua? Thì nếu mà bên bằng đàn gái chịu thì em mới bước qua. Xin mời hai bạn bốc thăm mỗi người một lá, đọc lớn lên yêu cầu trong đó. Trời ơi, ổng chọn Cẩm Hường. Đọc lớn lên. Bạn hãy thể hiện tài năng vũ đạo của mình lên trên nền giọng hát của bạn gái. Em mới múa. Mày không biết múa người ta mới yêu cầu. Giờ bạn gái hát bài gì rồi nói đi, dễ dễ cho bạn trai bạn múa theo minh họa. Em đứng lên trước đây nè, sân khấu này là của em nè. Bạn gái hát bài gì? Em hát bài Chiếc Áo Bà Ba luôn. Rồi, trời ơi, Chiếc Áo Bà Ba trúng nghề của em luôn. Em đứng ở đây em, dân miền Tây nha. Tràng pháo tay cho đôi gọi là đôi bạn trình diễn một tiết mục hát múa minh họa Chiếc Áo Bà Ba. Xin mời hai bạn. Anh sẵn sàng chưa? Em cứ hát đi, anh đi theo. Chiếc áo bà ba trên dòng sông thăm thầm. Ở dưới miền Tây chèo xuồng đi. Tầm khoảng con xuồng bé nhỏ mong manh. Non lá đội nghiêng tóc dài em khẽ gọi. Người thương ơi em vẫn đợi chờ. Thế anh múa con nữa. Anh mới múa cái nón là thấy được cứ ngát nữa. Sao múa rồi sao lòi giới tính đâu quá vậy? Thì phải vậy, múa cái nón vậy thấy cứ ngát rồi. Em làm lại cái nón rồi, nón lá đội nghiêng rồi. Thấy lòi bóng ra quá vậy cha. Thì ổn bởi... không? Mà ổn không vậy cái đó bộc phát ra vậy? Thì bởi vậy cái đó bây giờ mình cứng rồi mình múa cái đó mới thấy quá cảm mới cứng người. Mà giới tính ổn định không? Có gàng mà chị. Có gàng luôn hả? Chắc không vậy? Tự nhiên trong vô thức mà cái non lá cái tự nhiên thấy lòi ra nguyên con luôn vậy. Có nào yêu mấy chục mối tình giờ chuyển hệ không? Hả? Chắc không? Chắc cũ. Chắc cũ thì về chỗ em tin tưởng được không em? Em tự khám phá đi nha, chị không biết đâu nha. Rồi ảnh chọn cái màu đỏ vàng rồi còn em màu xanh đó, đọc lớn lên đi. Anh có thể kể ra ba điều điên rồ nhất mà anh đã từng làm được không? Điên rồ nhất. Dạ. Ở đây không có nói gì xạo đâu nha, đây là chương trình nói thật không đó. Ba cái điều gì mình cảm thấy là điên nhất mà không thể nào bình thường không ai làm mà tự nhiên lúc đó mình lại dám làm. Chuyện đó bình thường là mình không làm nhưng mà lúc đó mình sung trong người hay là mình bốc đồng lên hay là mình vui quá hay có mình thể, buồn nếu quá mà mình làm là cái chuyện mà bình thường mình không làm. Mà hồi bình thường không làm mà lúc đó làm là chỉ có lần đầu tiên đi nhậu thôi. Lần đầu tiên đi nhậu sao? Là lần đầu tiên là có thể trong cơ thể em lúc đó là trong người là 3 lít rượu. Uống 3 lít rượu á hả? Uống 3 lít rượu là có thời điểm lần đầu tiên đi nhậu, biết nhậu á. Lần đầu tiên uống một ly rượu là... Mà uống 3 lít? 3 lít. Lần đầu tiên uống rượu uống 3 lít. Rồi ngủ 3 ngày. Ủa mà tự nhiên ai kích em mà em bị gì á? Lúc đó nhậu mà lúc mà nó lần đầu tiên biết uống mà thấy uống rất là đơn giản, rất là nhẹ. Quất. Thì sao? Ngủ 3 ngày. Ngủ 3 ngày. Không đi cấp cứu là mai rồi đó, nhiều khi phải đi xúc ruột luôn á. Đó là điên chứ còn gì nữa, đó là quá điên luôn. Mà đó chỉ là lần đầu tiên khi em biết nhậu uống rượu thôi. Thôi đó là cũng là một cái trò chơi vui để hai bạn hiểu nhau hơn ha. Bây giờ 30 giây cuối cùng dành cho hai bạn. Nhìn thẳng vào nhau. Hồi nãy mở cánh cửa ra mình sẽ nói những câu đầu tiên rồi. Sau khi mình trò chuyện với nhau nãy giờ, giờ hai bạn hãy nói cho nhau nghe cảm xúc của mình hiện tại lúc này, trước khi chúng ta đưa ra quyết định có bấm nút hẹn hò với nhau hay không. Mời hai bạn.
nhìn thẳng vào nhau trước đi ạ. Em cũng muốn cảm ơn chương trình rất nhiều, tạo em một cái mối, một cái cơ hội để em nói ra hết những cái điều mà chắc có thể là qua 7 năm trời nay chưa nói. Nếu mà chúng mình có bước xa hơn một chút xíu nữa thì diện em cứ lo, thế giới để anh lo. Ghê. Tôi tin, mặc dù cười cười mà tôi tin. Tôi nói rồi, đoạn đường hơi xa đó nha, phải điều đặn lên thăm nom nha. Được không? Được. Rồi còn em muốn nói gì không? Dạ em cũng muốn cảm ơn chị Cát Tường và chương trình. Cũng là cái cơ hội để em được được nói ra điều lâu nay cũng rất là khó chia sẻ. Và cũng có cơ hội gặp một người bạn mới. Và em nghĩ là chắc là cần thời gian. Thì hôm nay 30 phút cũng chưa thể đủ để hiểu được nhau. Và nếu thực sự mà có cái sự đồng cảm thì em cũng là một người may mắn có cái cơ hội để tìm được cái người bạn mà em nghĩ là chặng đường rất là dài. Em cũng muốn người bạn của mình cũng có cái thái độ đó đối với cái mối quan hệ, chứ không phải là chỉ quen biết. Nên là em cũng cảm ơn anh đã có cái duyên để gặp hôm nay. Rồi, cảm ơn hai bạn. Những lời chia sẻ rất là chân thành nha. Nhưng mà rồi cuối cùng thì chúng ta cũng phải đưa ra quyết định là có bấm nút hẹn hò với nhau hay không. Khi chúng ta bấm nút có nghĩa là chúng ta quyết định tìm hiểu, yêu đương để tiến tới hôn nhân. Đây không phải là cái nút bấm để mà tìm bạn, mà đây là nút bấm tìm người yêu. Mời hai bạn đặt tay vào nút bấm. Sau 3 tiếng đếm của chị Tường, đồng ý thì bấm thật mạnh, không đồng ý thì lấy ngón tay ra. Nhắm mắt lại đây hai bạn. 1 2 3 Hết thời gian. Cái gì vậy? Bấm hay là không bấm mà sao giật giật vậy? Rồi. Trời ơi, đó, một cái thôi, vô lại. Mời qua đây. Thế bây giờ để chứng minh cho mọi người thấy đây là cái nút bấm tình yêu chứ không phải nút bấm bạn bè, mời hai bạn nắm tay nhau. Linh cảm chị Tường hôm nay rất đẹp luôn ha. Bộ bà ba đi về miền Tây. Một nụ hôn đầu tiên để kỷ niệm ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau trong chương trình Hẹn Ăn Trưa. Hôn không xin phép luôn, người miền Tây thật thà dữ vậy. Thường thường người ta phải anh hôn em nha hay là gì đó. Xin phép lại đi trời. Yeah, em cho phép anh được hôn em một cái nha. Tóc không ạ? Sao cũng được. Rồi. Đầu này có gọi chưa? Có, thơm lắm. Thơm không? Thơm lắm ha. Từ nay nó sẽ là của em. Cố gắng gìn giữ chăm sóc y như là chăm sóc cái cây hồi nãy bạn gái tặng vậy đó. Hy vọng là hai bạn sẽ sớm báo tin vui cho chương trình nha. Cảm ơn anh giới thiệu về bản thân của mình giúp em học và tên tuổi quê quán nghề nghiệp nha. Em là Trương Anh Tuấn. Sinh năm 1983, con nghề nghiệp là... Nghề nghiệp là gì? Nghề nghiệp của em là chạy taxi. Dạ. Lái xe gì? Lái xe. Mình lái xe gì vậy anh? Trước thì em chạy xe tải, sau chuyển về gần nhà thì em chạy taxi. Bây giờ mình đang ở đâu? Quê dạ, quán rồi nghe. Ở thành phố, ở Huế. Dạ. Vậy là mình quê ở Huế luôn. Dạ. Rồi mình nói về điểm mạnh, điểm yếu, tình trường của mình ha anh Tuấn ha. Điểm mạnh à? Thì mình chắc là ngay là việc cái gì trong trong cái sở hữu lý lịch mà quên ha. Thì cũng biết điểm mạnh là em mình có hát hò gì được không? Dạ. Ví dụ như tại lẽ mình có hát hò, có làm một cái gì cái sở trường của mình không? Dạ thì biết lắng nghe, biết chia sẻ này. Việc quan tâm đến người khác. Có tài lẻ gì không anh? Tài lẻ hả? Chắc là không, chỉ có chắc là biết nấu ăn à. Biết nấu ăn không biết có được tỉnh á. Rồi, ngoài cái nấu ăn ra ta ca múa hát thì được không nè? Hát thì nói chung là chỉ một lần duy nhất lên sân khấu, còn lại là đi hát là cả con nhục nhã. Chưa nhận. Rồi mình nói xíu về tình trường của mình đi anh, có mấy mối tình như thế nào nè? Mối tình thì được giờ thì quen năm lớp 10 thì có quen một bạn cũng dạng
kiểu đơn phương, gặp nhóm cùng cà phê. Nhưng mà sau chắc là do mình hổ lộ nên dân 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 thành ra là không quen nữa. Rồi, ok. Sau đó Thì thì mình có quen thêm một mối tình mà quen cũng được hơn 3 năm đó, mà chắc quen là hơn 3 năm, lý do vì sao mình chưa tới? lúc đầu thì nghi ngờ là chắc là do bạn có kiểu sắp ra trường đi bán cà phê mới kiểu có một thanh niên kiểu đi chơi rồi này kia, rồi thành ra là có sự cố là lỡ có bầu. Là cô gái đó lỡ có bầu với lại cái anh thanh niên đó. Đúng rồi, mà thành ra là cái kiểu dậu dậu bên em. Dạo bên em hỏi lý do thì lại không nói. Nhưng mà sau này sao mình biết người ta cưới nhau à? Sau đó là sau sau cái trước trước cái đó là có một cũng có một dịp nữa là ra Tết là hai bên có đi đi chùa thêm mù chơi, nhưng mà giống như em có kể trong cái sự lý lịch là kiểu nếu mà tin về tâm linh một chút thì trên kia nó cũng có cái truyền thuyết giống kiểu là người yêu nhau mà lên lên chùa thêm mù chơi là về sẽ dễ chia tay. Nên thành ra chỉ có là cái tay là em đi đi bộ đội, còn bạn kia thì cưới, phía bạn của bạn kia là điện thoại kệ má. Bạn kia cưới xong rồi bạn bạn thân của bạn kia gọi điện kể cho mình nghe. Dạ đúng rồi, chính vì bạn thân kệ vì cưới mấy tháng là bạn kia sinh rồi. Rồi hai rồi lúc đó mình như thế nào, mình vượt qua bằng cách nào, hay là mình cũng cảm thấy rồi thôi, mình cũng thấy cảm thấy mình may mắn quá hay sao? Không, lúc lúc đó buồn đó chị. Buồn khi nào đi 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 bộ đội và xong cũng về rồi cũng nhớ, rồi thậm chí là lúc mà gần ra quân thì cũng điện cho bạn kia, rồi biết bạn kia là sinh con mà lúc tại vì em đi 5 rưỡi mà bạn kia cưới tầm khoảng hơn 1 năm là chia tay rồi, thành ra là giống như kiểu dạng mẹ đơn thân vậy đó. Nhưng mà em vẫn có thương mà điện về rồi nói, nhưng mà không dám nói trực tiếp, nói với bạn thân của bạn kia là nói à không đúng, đợt đó em gọi điện trực tiếp và hỏi là nói em có chờ anh không, thì bạn kia nói là bây giờ cuộc sống của em không hạnh phúc thì em không có quyền nói chờ đợi ai đó. Rồi sau này thời gian rồi bạn kia lấy chồng thứ hai, rồi tụi em thỉnh thoảng lại vẫn có đi chơi chung với nhau. Nhưng mà rồi bây giờ thì sao? Có liên hệ gì không? Không, bây giờ tại vì bạn có bài có cái biến cố gì vì cái nợ nần trong gia đình, bà đâm ra là bạn nhà bà đi đâu luôn rồi, kể cả bạn thân của bạn kia cũng cũng không biết. Rồi sau cái mối tình đó là mình độc thân tới bây giờ luôn. Cũng có quen đơn phương một người, nhưng mà cũng chắc là cũng vì vì cái công việc lúc đó chạy xe tải thì giống kiểu quen bạn kia là sinh năm 93, mà cảm giác như kiểu mỗi lần lễ Tết này kia là mình lại không có mặt để chợ đi chơi, và cũng không thấy kiểu buông 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 luôn này kia, và bây dần 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 thành ra bà cũng không nói gì cái tay luôn. Rồi Bây giờ bây tại mình giờ rồi chia tay cái bạn đó thì thôi luôn, tới bây giờ luôn, độc thân bao lâu rồi? thì cũng được là phải chắc là cỡ 6 năm. Độc thân 6 7 năm này luôn. Rồi bây giờ ví dụ nói về mẫu người yêu đi, thì bây giờ muốn mẫu người yêu như thế nào sẽ phù hợp với mình? 6 7 năm rồi mình chờ đợi một cái mẫu hình như thế nào? Tại vì chắc cũng có nhiều người mai mối mà không chịu đây đúng không? Dạ không, em cũng có bạn là giới thiệu mà coi để có cầu giới thiệu, nhưng mà đợt đó thì nó lại trúng cái ngày nó bận việc đột xuất, nhưng mà mình điền mình hẹn điền cho cầu để hẹn lại, nhưng mà cuối cùng là sau hẹn thêm một tuần nữa thì bạn kia là không biết được ai mai mối thì cũng gặp một người khác, và phù hợp thì bạn kia quen bên bên người khác luôn, thì là mình mất cơ hội đó. Rồi bây giờ thì mình nói về cái mẫu người của mình đang mong muốn như thế nào, ví dụ về độ tuổi, rồi chiều cao cân nặng vóc dáng như thế nào, cao thấp mập ốm như nào. Tuổi thì em như em có ghi trong lý lịch đó là
nói chung cũng có, nếu mà có phù hợp tất cả mọi cái mà có trừ cả độ tuổi đã là trẻ nhất cũng phải từ 27 28 tuổi trở lên, 27 28 tuổi trở lên rồi, thì tiệm nhỏ nữa quá thì cũng có một số bằng nhỏ, tại vì hiện tại giống kiểu em cũng chạy taxi á, ok. phải có một số bằng nhỏ, nhưng mà mình không bao giờ mình có cái ý tưởng này, cái dù ví dụ như họ có ví dụ như cảm giác thấy mình thân thiện sao đó mà kiểu họ cũng vui vẻ, chứ mình cũng không không hiểu, nhưng mà không bao giờ nghĩ tới cái vấn đề yêu đương với độ tuổi đó. Rồi ok, thì bây giờ mình tiếp tục đi, hình dáng như thế nào, cao thấp mập ốm ra làm sao nè, công việc gì sẽ phù hợp với mình nè. Giống như em thì thích một bạn là kiểu làm công việc gì cũng được, rồi kể cả buôn bán gì cũng được, còn một cái ngành nghề gì đó cho nó, thứ nhất là nó cũng là có công việc đi lại, có tài chính, rồi nó cũng đỡ buồn với tôi, rồi thêm là nói chung hai người hỗ trợ nhau trong cái cuộc sống gia đình. Cho nên bây giờ hiện tại nếu mà như công việc của em mà chạy taxi như thế này, thì nếu mà hai vợ chồng mà có thêm em bé là sẽ vất vả. Chứ bây giờ thu nhập của mình là bao nhiêu tiền thì mình không, mình có lo được cho cái cuộc, mình chưa lo được cái cuộc sống gia đình sao mà mình tìm tới bạn muốn hẹn hò được, đúng không? Thì mình cũng phải có cái khoản để mình kết hôn rồi, đúng không? Dạ đúng rồi. Để, rồi thì nói chung là bạn gái thì có nghề nghiệp ổn định thì sẽ phù hợp với mình ha. Dạ đúng rồi. Rồi thì chương trình đã ghi nhận hết những cái thông tin của bạn ở đây rồi, nếu mà có người phù hợp thì chương trình sẽ báo lại, nhưng mà bạn cũng phải, công việc quê quán mình không có thời gian nên mình cũng chủ động mình chia sẻ luôn nha em nha. Rồi mình chia sẻ về bản thân đi, mình tên gì, tuổi bao nhiêu, đang làm công việc gì? Tên gì em? Em phòng ở gần nhà, tên gì ạ? Mình tên gì? Tên Nguyễn Văn Đường ạ. Nguyễn Văn Đường hả? Rồi, Nguyễn Văn Đường là sinh năm bao nhiêu ha? Chị ta. Nguyễn Văn Đường sinh năm 1993. Rồi, mình đang làm công việc gì ở đâu Đường ha? Nếu mình có phòng. Mình là nhân viên văn phòng đúng không? Không, bê do rồi nó chạy. Dạ. Rồi mình chia sẻ tiếp đi Đường ơi. Em đang ở Tây Ninh hay là em đang ở đâu? Làm việc ở Tây Ninh luôn hả? Em làm nhân viên văn phòng thì cụ thể là về cái gì? Em đang bị cảm hay sao vậy? Rồi vậy mình chia sẻ nhanh ha, điểm mạnh điểm yếu, rồi tình trường của em là gì này? Chắc xử lý công việc nó hơi chậm đi. Còn điểm mạnh là gì? Có hát hò năng khiếu gì không? Tình trường của em thì sao Đường? Em có bao nhiêu mối tình rồi? Ba mối tình. Rồi mỗi mối tình của em kéo dài bao lâu rồi, tại sao mình chia tay? Hoàn cảnh gia đình hai bên là như, cụ thể là như thế nào em? Nhất là vô nước người quen nó ở ngoài Hà Nội nó xa quá, chuyện về người ta cũng không có chuyện cả, nó xa quá. Rồi một mối là yêu xa, bạn gái ở Hà Nội đúng không? Rồi tiếp theo hai mối còn lại thì sao? Lại thì chỉ mới có em một tháng mấy 2 tháng thôi.
Vậy em muốn tìm mẫu người như thế nào được? Bình thường thôi, lại biết làm ăn được, biết cha biết mẹ được. Làm ăn rồi. Ngoại hình em có yêu cầu không? Tuổi tác có yêu cầu không? Rồi bạn gái đang ở Sài Gòn thì được không? Em thì ở Sài Gòn được không? Ở đâu? Hả? Được. Bạn gái ở Sài Gòn được, em lên Sài Gòn được đúng không? Ừ. Hồi trước em học ở Sài Gòn hả? Hay là em học ở Tây Ninh? Xưa em đi học ở Tây là chứ không biết chắc. Học cái gì? Học y. Học y hả? Ờ. Ờ, ok. Rồi, cảm nên là nói giọng nó cũng hơi khó nghe đúng không? Bây giờ nó nghẹt mũi sáng chưa? Ờ, đang thấy nghẹt mũi. Ok, hôm nay phỏng vấn sơ lược thôi để biết được cái cách nói chuyện cũng như là cái